đàn em vạch trần sự thật về nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, tiết lộ bí mật khi làm việc chung. Nam diễn viên Hoàng Mèo gây chú ý khi vừa qua đã có chia sẻ về những bí mật khi được làm việc cùng đàn anh đi trước như Hoài Linh và cố nghệ sĩ Chí Tài. Hoàng Mèo được biết đến là diễn viên hài nổi tiếng, xuất thân từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới do cố nghệ sĩ Hữu Lộc thành lập. Trong đó, anh từng có thời gian làm việc với cố nghệ sĩ Chí Tài và nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Khi chia sẻ về cảm xúc sân khấu Nụ Cười Mới, Hoàng Mèo cho hay thời gian đỉnh cao của sân khấu, khán giả phải xếp hàng dài để mua vé. Sau này khi Hoài Linh và cố nghệ sĩ Chí Tài về sân khấu lại càng giúp cho sân khấu phất lên và tăng thêm tinh thần cho anh chị em trong đoàn. Tuy nhiên, sân khấu sau đó vơi bớt khán giả và phải đóng cửa khi có ý kiến cho rằng Hoài Linh và cố nghệ sĩ Chí Tài rút khỏi là nguyên nhân khiến sân khấu không còn khả năng trụ vững. Hoàng Mèo thừa nhận điều này. Tuy nhiên, anh cũng cho biết đó là vì không có nhiều người chịu thừa nhận và ngồi xuống xem các diễn viên trẻ. Nam diễn viên hài cho rằng có những vở diễn Hoài Linh và Chí Tài chỉ làm dàn bao. Các diễn viên trẻ làm chính thì khán giả lập tức không chịu. Mọi người cứ nghĩ đến là coi được danh hài Hoài Linh, Chí Tài. Khi hai anh ấy rời đi, người ta không đến nữa. Mới ai chịu ngồi xuống coi sự tinh tế của diễn viên trẻ. Các bạn có nội lực riêng của các bạn. Các anh chị lớn có nội lực của họ. Có những vở diễn lớn như anh Hoài Linh, anh Chí Tài chỉ làm dàn bao. Các em là chính, khán giả không chịu. Thực sự không phải là các em không có nội lực cao là khác. Tuy nhiên, không trách khán giả được. Nghề mình làm ra là chiều, nghe lời, sống chết nhờ khán giả, nên mình làm những gì tốt nhất trong cái mình làm được, nam diễn viên chia sẻ. Nói về nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, anh cho biết bản thân anh đã học được cách sống và đối nhân xử thế với anh em đồng nghiệp, khán giả qua Hoài Linh. Khi xảy ra ồn ào từ thiện, Hoàng Mèo tiết lộ không một ai có thể gọi được cho Hoài Linh, chỉ có thể liên lạc qua quản lý. Thời điểm đó, Hoài Linh có chia sẻ cho bản thân nghỉ ngơi và không lên tiếng. Anh Hoài Linh có nói cho anh nghỉ ngơi, chuyện đúng sai mọi người cũng biết rồi. Thời gian đó mấy bạn chửi chúng tôi như thế nào, giờ mấy bạn có xin lỗi chúng tôi không? Hoặc lại bảo là sao lúc đó không nói, chúng tôi có nói nhưng không ai nghe. Thôi chính người mười ý, chúng tôi làm nghề này là đã chấp nhận sự bạc bẽo của nghề rồi, Hoàng Mèo nói thêm. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh thời gian qua là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi không may vướng vào ồn ào từ thiện. Ở thời điểm hiện tại, nam danh hài đã được minh oan và chứng minh hoàn toàn trong sạch. Cũng từ đó đến nay, nhiều đồng nghiệp lên tiếng, ủng hộ và đăng tải hình ảnh đến thăm Hoài Linh. Dù đã được minh oan, tuy nhiên nam danh hài đến nay vẫn hạn chế xuất hiện trước truyền thông của công chúng. Trên mạng xã hội, kể từ bài đăng phân trần về số tiền từ thiện đến nay, Hoài Linh cũng không cho chia sẻ thêm gì mới. Vào năm 2021, câu chuyện từ thiện là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Riêng nghệ sĩ Hoài Linh thì anh vướng phải ồn ào, ngâm tiền từ thiện trong một thời gian dài. Lúc đó, nam nghệ sĩ đã nhận về rất nhiều lời chỉ trích. Nhiều người cho rằng anh lợi dụng số tiền đó làm của riêng. Xuất hiện khá nhiều ý kiến không hay, nam nghệ sĩ cũng lên tiếng xin lỗi và sau đó, Hoài Linh đã tiến hành hoàn tất các công tác thiện nguyện còn đang dang dở trước đó. Về phía công an cũng kết luận nam nghệ sĩ không có dấu hiệu phạm tội. Đồng thời Hoài Linh cũng không đi diễn gì trong thời gian ồn ào này. Hậu ồn ào, Hoài Linh dần tái xuất trong một số vở diễn trên sân khấu. Cũng bắt đầu từ thời gian này cho đến hiện tại là nam nghệ sĩ hầu như đã quay trở lại nghệ thuật Hàn Hoi. Hoài Linh đi diễn ở nhiều nơi như miền Nam, miền Trung, hải ngoại và được rất nhiều khán giả đón nhận. Có thể nói sau loạt ồn ào, Hoài Linh hiện đã lấy lại được thiện cảm của khán giả và dần hoạt động nghệ thuật trở lại dù không mạnh mẽ như xưa.